Thank you.
Phải đi lấy lại nhẫn thôi. Phải đi cứu hết chứ. Cô đi với chuột nha.
Wow. Ủa à, không thấy được khúc trục trắng ngắn tơi tả. Bài bàn còn dữ hơn nắng nữa. Trục trắng quá lộn hơn. Chuột nó sợ ai bao giờ? Tư duy sáng tác vậy mà các cậu. Anh bay lên đây. Hái quả với bọn em. Tớ đang mệt lắm. Các cậu ném xuống đây cho tớ. Bé vàng ơi, sắp thi rồi. Sao cậu không chịu tập tành gì cả? Tớ cần gì tập chứ. Chơi đàn là bản năng của tớ mà. Các bạn ơi, đi chơi với bọn mình đi. Thôi, các cậu cứ cố mà tập, chẳng nhăm nhò gì đâu.
Có để yên cho người ta ngủ không nào? Mấy cái đứa nặc nô này là mất cái giấc ngủ của mình. Bố mẹ tặng con chiếc máy này, trong đó đã ghi những giai điệu mẫu mực. Con hãy lắng nghe và tập luyện chăm chỉ nhé. Chúc con khỏe và đoạt giải trong kỳ thi sắp tới. Sao cậu dậy muộn vậy? Cậu cứ lầy tập như vậy thì làm sao có hy vọng đoạt giải? Các cậu cứ chờ xem, cuộc thi này giải nhất sẽ thuộc về tớ. Cậu dựa vào đâu mà nói vậy chứ? Chào các bạn. Anh Dế luyện tập chăm chỉ quá nhỉ. Không chăm chỉ luyện tập thì tiếng đàn làm sao hay được chứ. Anh Dế ơi, bọn em thấy anh Ve có tập tành gì đâu mà chơi đàn vẫn tuyệt vời. Chim cả tuyệt vời, chim cả tuyệt vời. Chim cả tuyệt vời, chim cả tuyệt vời. Nào, chúng ta đi. Đi thôi. Ô. Bác nghe thấy cả rồi. Cháu đừng buồn, rồi các bạn sẽ hiểu. Cháu cứ tiếp tục tập đi. Tiếng đàn của cháu nghe có hồn lắm. Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cháu cảm ơn bác. Thank you.
Để đón chào một mùa hè tươi đẹp, trong cuộc thi đêm nay, các nhạc sĩ, ca sĩ sẽ đem lại cho chúng ta những giai điệu sôi động, ngọt ngào, mang đậm âm hưởng của mùa hè. Sau đây là phần trình diễn của ban nhạc Ba Chiếc Lá. Được thưởng thức những tiết mục hết sức tươi vui của các ban nhạc dự thi hôm nay. Và để tiếp tục chương trình, mời các bạn đến với một tiết mục sôi động do Ve Vàng và Vũ Đoàn Ông Văn trình diễn. Sau đây, tôi xin gửi đến quý vị khán giả một nhạc phẩm có tên Giai điệu đêm hè. Ngọt, chúng ta ăn, chúng ta chơi, chúng ta vui 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 mùa hè, vui 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 chúng ta vui 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 mùa hè, vui vui vui. Yeah! Có phải chiếc máy này của nghệ sĩ không? May quá, tôi mò được. Tưởng cậu tài giỏi thế nào chứ. Vê vàng xuống đi. Thank you.
Yeah!
Cây rồi.